Sau kỳ nghỉ lễ từ ngày 12 tháng 4, có thêm Lào Cai, Nam Định và Gia Lai đón trẻ mầm non trở lại trường cùng với những yêu cầu thực hiện nghiêm túc việc tổ chức ăn bán trú cho học sinh để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Sau đó thì Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai đã ban hành triển khai thực hiện kết luận của Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19, trong đó cho phép trẻ mầm non 5 tuổi vùng dịch cấp độ vùng cam trở lại trường học từ ngày hôm nay 12 tháng 4. Sở Giáo dục và Đào tạo Ninh Bình, Nam Định cũng đã có văn bản cho phép các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh đón trẻ mầm non đi học trở lại từ ngày 12 tháng 4. Bên cạnh việc đảm bảo phòng chống dịch, các trường và cơ sở mầm non phải chú trọng công tác tổ chức bữa ăn bán chú, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khi học sinh trở lại trường. Còn tại Gia Lai, học sinh bậc, mầm non tiểu học tại thành phố Pleiku sẽ đến trường học trực tiếp từ ngày hôm nay. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo gửi các quận, huyện về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn từ ngày 12 tháng 4. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có công văn cho phép trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 7 trên địa bàn tỉnh trở lại trường học từ ngày 12 tháng 4. Còn tại Hà Nội, trẻ mầm non sẽ bắt đầu quay trở lại trường từ ngày mai, 13 tháng 4 sau thời gian dài nghỉ ở nhà để phòng dịch.